Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, truyện được phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân Vlog Chương 186 Tập hợp Người dịch Vong mạng Viên Minh đột nhiên phát hiện một tình huống khác thường Đó là những tử hắc yêu đằng kia Không chỉ mọc ra những phiên lá tươi tốt Nở những đóa hoa tím đen Mà độ dài cũng có biến đổi cực lớn Yêu đằng trước kia tối đa chỉ dài khoảng 7-8 trượng nhưng dây leo trước mặt lại hơn xa mức đó tối thiểu cũng phải dài hai mươi mấy trượng việc này hẳn là có liên quan đến việc nó hấp thụ thứ khói đen cổ quái viên minh suy nghĩ một chút rồi dùng thần niệm kết nối với cốc đen cốc đen lắc bụng một cái tỉnh lại cảm nhận được sự tồn tại của viên minh cốc đen vội vàng quay người sau lưng phát ra hào quang màu tím đen tức thì những nhánh dây leo bò khắp đại điện, nhanh chóng rụt lại rồi biến mất sau lưng nó. Sau mấy nhịp thở, dây leo lan tràn khắp đại điện đều biến mất không thấy đâu, còn cốc đen đã nhảy đến cạnh viên minh. Viên minh kết nối tâm thần cùng cốc đen, hỏi nó làm thế nào lại tới nơi đây. Ý niệm của cốc đen ông ông truyền đến, nó cố gắng thuật lại những việc mình đã trải qua tại xà vương cốc trong khoảng thời gian này. Linh trí cốc đen không cao, nên kể không được mạch lạc rõ ràng lắm. Viên Minh phải mò mẫm chấp vá một hồi mới đã khái hiểu được quá trình đi tới chỗ này của cốc đen. Hôm đó sau khi Viên Minh để lại nó tại xà vương cốc, cốc đen lập tức quay lại xà vương động này, tiếp tục khói đen hung lệ trong cột đá. Nhưng chỉ lúc đầu là bình an vô sự. Mấy ngày sau, Cột đá màu đen đột nhiên từ mặt đất trồi lên. Đồng thời, lòng đất rung lắc một trận như địa chấn, kết quả là xuất hiện cái địa động thẳng tắp kia. Cột đá màu đen sau đó lập tức tiến vào địa động, giống như có người đang điều khiển. Cốc Đen khi ấy đang nằm cạnh cột đá, thấy kịch biến như vậy, vội vàng dùng Tử Hắc Yêu Đằng quấn chặt cột đá, nhờ vậy mới không bị hất văng đi. Cột đá màu đen cứ như vậy thuận lợi xuyên qua thông đạo đá xanh, đi tới địa cung màu xám. Ở đây, khói đen cổ quái còn dày đặc hơn. Cốc đen vui mừng quá đổi, dứt khoát ở lại chỗ này, rồi phóng dây leo ra hấp thụ. Tự hắc yêu đằng cực kỳ yêu thích đám hắc khí cổ quái này, hút càng nhiều thì càng tươi tốt. Cốc đen sống cộng sinh cùng yêu đằng, nên dù không có được lợi ích cụ thể nào, nhưng cũng cảm thấy rất dễ chịu chẳng mấy chốc đã ngủ say, mãi cho thứ khi nãy viên minh xuất hiện đánh thức mới tỉnh dậy. Viên minh vừa âm thầm suy ngẫm về tất cả những chuyện đã xảy ra, vừa cảm thấy không thể tưởng nổi. Khi đưa mắt nhìn về phía lưng cốc đen, hắn phát hiện cái cổ bao kia giờ này cũng đã lớn thêm không ít, trông giống như được mấy phiến lá tím đen bọc lại. Viên Minh hỏi, cột đá màu đen kia giờ ở đâu? Cốc đen ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu nhất của địa cung. Trên vách tường chỗ đó có một cửa màu đen đang đóng chặt. Cột đá màu đen đang đứng sừng sững bên phải cánh cửa. Bề mặt nổi lên những tia sáng màu đen, tỏa ra hắc khí nồng động gấp 10 lần. Người không cần để ý đến ta, tiếp tục hấp thu hắc khí đi. Viên Minh ra lệnh. Nghe hắn nói như vậy, cốc đen phấn khởi kêu to xong một lần nữa phóng dây leo ra, hấp thu hắc khí. Viên Minh bước tới cạnh cột đá, vận thần thức dò xét thêm lần nữa. Đáng tiếc, kết quả vẫn như trước. Thần thức vừa chạm tới cột đá, liền bị một lực lượng vô hình đẩy bật ra. Hắn thở dài, đưa mắt nhìn qua cửa đá màu đen, đoạn vận thần thức đi tới thăm dò. Nhưng cửa đá hay vách tường đều có bày cấm chế nào, thần thức cơ bản không thể xuyên qua được viên minh đi qua đi lại quanh cửa đá cẩn thận tìm kiếm một hồi nhưng cũng không phát hiện thứ gì kiểu cơ quan mở cửa cột đá màu đen chắc chắn không vô duyên vô cớ bay từ xà vương động tới đây đằng sau cánh cửa này dĩ nhiên có nhiều bí ẩn viên minh trầm mặt một lúc rồi thình lình bấm tay điểm tới một đạo đao quang màu vàng kim chính là thanh cửu hoàng kim đao lấy được từ chỗ cốt đồ bắn ra Hùng hăng chém lên cửa đá. Một tiếng cang thật lớn vang lên. Cửu hoàng kim đao bị phản chấn bay ngược về. Trong khi đó cửa đá chẳng hề sức mẻ. Viên minh díu mày, đoạn lập tức đưa tay phải ra, bóp nhẹ. Bắt đầu tự nhiên bạo thuật, rồi không ngừng rót pháp lực vào trong hỏa cầu. Hắn hiện nay đã đạt tới luyện khí tầng 12, không chỉ có pháp lực hùng hậu hơn nhiều, mà khả năng vận dụng thuật pháp cũng tăng mạnh chỉ chốc lát đã làm hỏa cầu phình lên to bằng cái thớt ba động pháp lực tỏa ra cũng mạnh mẽ vượt xa khi chiến đấu với cốt đồ đi viên minh duỗi tay đẩy hỏa cầu to lớn đánh lên cửa đá màu đen đồng thời lui nhanh về sau ngọn lửa cuồn cuộn lan rộng ra bao trùm toàn bộ cửa đá cùng với đó là một tiếng nổ cực lớn khiến địa cung không ngừng rung lắc cấm chế trên cửa đá cũng nổi lên những gợn sóng hỗn loạn. Ngọn lửa màu đỏ tắt đi rất nhanh. Để lại một cây hố to cháy đen trên mặt đất. Nhưng cửa đá màu đen vẫn nguyên vẹn không hề hấn. Cách cửa đá mấy trượng, viên minh sầm mặt hẳn đi. Hắn lại suy nghĩ một chút. Đoạn luồn tay vào ngực áo. Lấy ra một cây túi nhỏ màu đen. Chính là túi dưỡng thi với thi thể thiên xà thượng nhân ở bên trong. Hắn vất tay gọi thi thể thiên xà thượng nhân ra, đang định gỡ đinh sắc màu đen rồi dùng hồn nha điều khiển thi thể này. Thi thể thiên xà thượng nhân đột nhiên mở to hai mắt, bắn ra hung quang hưng phấn dị thường. Đồng thời đinh sắc màu đen trên trán âm ầm rung động, giống như sắp bị một lực vô hình đẩy bay ra ngoài. Tiếng càng càng từ phía trước truyền đến, nghe kỹ thì không ngờ là thanh âm từ sau cánh cửa tự như có người ở bên trong đang điên cuồng đập. Viên Minh mặt mày biến sắc, trái tim đập thình thịch theo những tiếng đánh từ sau cánh cửa. Một cảm giác sợ hãi khó tả sọc lên đầu Viên Minh, cảm giác như hắn đang phải đối mặt với một con cự thú thỏa hồng hoang. Hắn lập tức thôi động túi dưỡng thi, thu thi thể thiên xà thượng nhân vào trong, rồi vận pháp lực trấn áp thi thể. Thi thể thiên xà thượng nhân dần bình tĩnh, tiên đánh sau cửa màu đen cũng biến mất theo. Viên Minh lập tức rời xa cửa đá màu đen, trái tim đập loạn lúc này mới lắng lại. Viên Minh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt chớp động không thôi. Thi thể thiên xà thượng nhân có vẻ như là chìa khóa mở cánh cửa này ra. Chỉ có điều sau cánh cửa đó rốt cuộc là thứ gì mà lại cho hắn cảm giác đáng sợ như vậy. Lấy thực lực hiện giờ của hắn xem ra không đủ tư cách để mở cửa này ra. Tùy tiện đi vào, sợ rằng sẽ có thứ gì mà bản thân không thể ứng phó, đang đợi sẵn hắn. Viên Minh quay đầu đi đến bên cạnh cốc đen, không để đến cửa đá màu đen nữa mà khoanh dân ngồi, khôi phục phần pháp lực mới dùng để thi triển nhiên bạo thuật. Vừa khôi phục được một chút pháp lực, hắn lại lo thi thể thiên xà thượng nhân sẽ tiếp tục dẫn phát dị động nào vì vậy lập tức mang cốc đen rời đi mãi cho tới khi chân đạp lên mặt đất của xà vương động viên minh mới hoàn toàn an tâm đồng thời quyết định chưa có thực lực trúc cơ kỳ trở lên thì hắn sẽ không đến đây thăm dò viên minh thi pháp che lấp cửa vào động quật dưới lòng đất xong liền quay người rời khỏi xà vương cốc quay trở về bích la động sau ba ngày viên minh đã trở lại tông môn bạch lộc khâu hội minh đã tới gần bầu không khí trong bích la động sinh động hơn trước rất nhiều dù là đệ tử không tham gia báo danh cũng mong đợi sự kiện trọng đại này không ngừng suy đoán xem trong số đệ tử bích la động tham gia hội minh ai có hy vọng đạt được thành tích tốt viên minh dĩ nhiên không để ý mấy chuyện vặt vãnh này vừa đặt chân vào tông môn liền quay về chỗ ở của mình đóng cửa không ra Thời gian thoáng cái lại ba ngày trôi qua. Một ngày này, khi đang tu luyện trong phòng, viên minh chợt nghe một tràng tiếng đập cửa truyền vào, nghe có vẻ khá gấp gáp. Hắn đứng dậy mở cửa, phát hiện người ngoại cửa là người làm chuyện chuyên lo vệ sinh khu vực này. Thượng tiên, có tin vừa truyền đến, tông môn triệu tập các đệ tử tới, tập hợp tại quảng trường Thanh La. Viên minh giật mình hỏi, triều tập các đệ tử sao có nói là có chuyện gì không dạ chưa hề nói qua người làm lắc đầu đáp được rồi ta đã biết ta sẽ tới ngay người làm kia thi lễ cáo từ xong liền qua gõ cửa một gian phòng của đệ tử khác ở gần đó viên minh sửa sang quần áo lại đôi chút rồi đi ra cửa bước xuống chân núi quảng trường thanh la mà người làm kia nói là một quảng trường đá xanh cỡ lớn ở dưới núi. Bích La động thông thường khi có sự kiện trọng đại cần tập hợp đệ tử đều chọn ở nơi đó. Khi tới quảng trường Thanh La, viên Minh thấy đã có không ít đệ tử các đường đến tập trung. Hắn đi đến chỗ của đệ tử hỏa luyện đường, phát hiện cả Phương Cách và A Một Hợp đều đã có mặt. Viên sư đệ đã lâu không gặp. Ồ, tu vị người. Phương Cách mỉm cười chào hỏi, bỗng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đã bế quan suốt khoảng thời gian qua, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Viên Minh hàm hồ đáp. Lúc trước khi luyện kiếm, Tù vì người mới là luyện khí tầng 9. Tới giờ mới chưa bao lâu mà đã đạt đến luyện khí tầng 10. Xem ra viên sư đệ có cơ duyên khác rồi. Phương Cách tán thán Nào có cơ duyên gì, chỉ là đoạn thời gian trước ta vô tình có được một bình đan dược cố bản bồi nguyên, nên mới may mắn tiến cấp. Viên Minh khiêm tốn đáp, Ồ, thì ra là vậy. Phương cách ngật đầu, nhưng trong mắt vẫn mang nét nghi hoặc. Tốc độ tu luyện của Viên Minh thật sự khiến hắn không thể tưởng nổi. Viên Minh tự nhiên nhìn ra phương cách nghi ngờ, nhưng tu vi của hắn thật sự tăng lên quá nhanh. Bất luận có tìm lý do gì thì cũng chỉ khiến cho người nghe càng thêm tò mò. Chỉ bằng dứt khoát không giải thích. Phương cách sư huynh cũng không phải loại người thích tìm gốc hỏi ngọn. Dù Bích La Động là một tông môn chân chính, nhưng thực tế, ngoài trừ đệ tử nội môn, thì cao tầng tông môn, thậm chí là các trưởng lão, cơ bản chẳng quan tâm đến mấy đám đệ tử ký danh. A à, một hợp, thì tay phải đang nâng một quyển điển tịch phù văn lên chăm chú đọc, không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người. Càng lúc càng nhiều người tới quảng trường, rất nhanh, ngoại trừ những người đang thi hành nhiệm vụ tông môn. Tất cả đệ tử của Bích La Động đều tụ tập tại quảng trường Thanh La, ước chừng khoảng 7-800 người. Trưởng lão trúc cơ kỳ của các đường đều tới đứng đằng trước đám đệ tử. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc nhập môn, viên minh được thấy các tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích La Động tập hợp, nhân số không ngờ lại lên tới 7-80 người tại chỗ cách xa quảng trường thanh la một con mèo bạc ẩn mình trên một cây đại thụ hưng thú đưa mắt quan sát đám người trên quảng trường như đang xem náo nhiệt đám người đột nhiên nhốn nháo huyền náo nhóc tề đưa mắt nhìn về phía trước hai bóng người từ phía trước đi tới gồm một đại hán trung niên tai đeo vòng đồng và một lão giả râu đen dáng vóc tráng kiện làn da nhăn nheo hai người cùng leo lên đại gỗ dựng tạm ở đằng trước đám người Sao lại chỉ có đại động chủ Và nhị động chủ tới Tam động chủ và đại trưởng lão không tới sao Đám người xôn xao bàn tán Viên Minh cũng có chút tò mò Đánh giá hai vị tu sĩ kết đăng kỳ này Có điều hắn đứng khá xa đại gỗ Nên không cảm nhận được khí tức của hai vị động chủ Các vị trưởng lão Đệ tử Bích La Động Lần này triệu tập các người tới Là bởi có chuyện liên quan đến Bạch Lộc Khâu Hội Minh Hội minh 10 năm một lần này có ý nghĩ thế nào với Nam Cương bắt vực ngũ đại tông? Hẳn các người đều rõ ràng. Ta cũng không cần nhiều lời. Đại đồng chủ mở miệng nói chuyện, âm thanh chấn toàn trường, khiến cho tất cả mọi người đều yên ắng. Hai ngày sau chính là ngày hội minh. Do khoảng cách từ tông môn đến Bạch Lộc Khâu khá là xa. Ngày mai, nhị đồng chủ và ma tác trưởng lão của luật quy đường sở hùng trưởng lão của hành chấp đường sẽ dẫn các đệ tử tham dự xuất phát. Đại nồng chủ ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói. Mọi người bên dưới đài đều đoán được lần tập hợp này có liên quan đến Bạch Lộc Khâu Hội Minh nên cũng không bất ngờ. Viên Minh đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, mọi đồ đạc quan trọng đều mang bên người, giờ có xuất phát ngay cũng không có vấn đề gì. Trước lúc xuất phát, có hai việc cần nói rõ với các người. Việc thứ nhất là tuyên bố phần thưởng mà tông môn chuẩn bị cho hội minh lần này. Đại đồng chủ nói, đồng thời thoáng nhìn qua lão giả râu đen ở bên cạnh mình. Mọi người dưới đài ầm ĩ bàn tán, những đệ tử báo danh tham gia đều tỏ ra háo hức, viên minh cũng không ngoại lệ. Chương 187 Tiếng Chuông, Người Dịch, Vong Mạng Khác những năm trước đây, Bạch Lộc Khâu hội minh lần này, ngoài trừ linh tài mà đệ tử tham dự thu thập được, tông môn quyết định có thêm một chút phần thưởng, cổ vũ cho 10 đệ tử thu hoạch được nhiều nhất. Cụ thể phần thưởng ra sao thì các ngươi tự xem đi. Lão giả râu đen vừa nói vừa dương một tay lên, tức thì một lá cờ trắng xuất hiện giữa không trung. Trên mặt cờ viết mấy dòng chữ lớn lấp lánh ánh kim. Sau những dòng chữ lớn là từng hàng chữ nhỏ chú thích. Phần thưởng hội minh lần này lại lớn như vậy sao? Tổng môn đúng là hiếm khi bỏ ra nhiều như vậy. Sớm biết thế này, ta cũng phải báo danh tham gia. Đợi khi nhìn rõ danh một phần thưởng, các đệ tử trong quảng trường nhất loạt hít sâu một hơi, bàn tán ở Mỹ. Viện Minh quét mắt nhìn qua một lượt, trên mặt cũng lộ ra nét chờ mong. Phần thưởng mà tông môn chuẩn bị lần này không thể nói là không lớn phần thưởng cho ba vị trí đầu tiên liên quan đến trúc cơ phần thưởng hạng nhất là một viên trúc cơ đan hạng hai là định thần hương còn hạng ba là ngưng nguyên đan theo nội dung chú thích thì định thần hương là một loại linh hương đến từ đông vật nam cương hương như kỳ danh có thể bình ổn tâm tư khiến tâm tư người ta ở vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối hỗ trợ khá tốt cho việc đột phá trúc cơ kỳ Linh hương này có thể nói là vật mới lạ với những tu sĩ, đệ tử khác của Bích La Động. Nhưng với viên minh mà nói thì cũng không phải thứ quá hiếm lạ gì. Ngưng nguyên đan là một loại đan dược có thể gia tăng tốc độ ngưng kết pháp lực, mang đến trợ lực lớn lao với việc trúc cơ. Định thần hương và ngưng nguyên đan đều là thứ quý báu. Trúc cơ đan tự nhiên không cần nói. Bích la động bỏ ra ba món này cho thấy Cao Tần cực kỳ coi trọng Bạch Lộc Khâu hội minh lần này. Về phần thưởng cho hạng tư tới hạng 10 đều là pháp khí, đang dược tăng tiến tu vi, một lượng linh thạch không nhỏ, tuy kém trúc cơ đang định thần hương nhưng cũng có thể xem là quý giá. Những đệ tử tham gia thấy phần thưởng quý giá như vậy đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Một số người ánh mắt trở nên âm trầm nhìn về những người tham dự khác phần thưởng quý giá như vậy so với việc vất vả tìm kiếm bảo vật linh tài để tranh đoạt thứ hạng chỉ bằng rút củi dưới đáy nồi trực tiếp giảm bớt số lượng đồng môn Bích La Động lần này chỉ có khoảng 4-50 người báo danh tham gia giết chết càng nhiều thì cơ hội lọt vào 10 hạng đầu càng lớn Chợt, một tiếng ken giòn vang truyền đến Ngay tiếp theo, những kẻ vừa nổi lên sát ý người bỗng rung mạnh suýt nửa ngã nhào xuống đất trong khi đó những người khác lại không bị ảnh hưởng mấy trong tay đại đồng chủ chẳng biết từ khi nào có thêm một cái chuông nhỏ màu trắng tỏa ra ánh trắng dịu mắt y đưa tay đập nhẹ lên chuông nhỏ ánh sáng quang chuông lập tức bừng lên rồi bắn ra mấy chục bóng chuông màu trắng mỗi bóng chuông chuẩn xác đánh lên thân những người tham gia viên minh cũng bị một bóng chuông trắng nhập vào trong người hắn giật mình vội vàng vận thần thức kiểm tra nhưng không phát hiện được gì không cần lo những bóng chuông mới rồi là ấn cảnh tâm do chuông cảnh tâm của ta phát ra sau một khoảng thời gian nhất định sẽ tự động tiêu trừ đại đồng chủ lên tiếng giải thích xin hỏi đại đồng chủ ấn cảnh tâm này có tác dụng gì một đệ tử bích la động thân hình cao to mặt mang một vết sẹo kéo dài từ chỗ mắt phải xuống tới cằm lên tiếng hỏi Viên Minh nhận ra người này. Tên hắn là Ngột La, là một đệ tử thân truyền của nhị động chủ, có uy vọng khá cao trong thế hệ trẻ tuổi của Bích La Động. Đại đồng chủ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chậm rãi nói. Đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói. Trong những kỳ bạch lộc khâu hội minh trước đây, đệ tử của năm tông môn tranh giành đánh giết nhau để cướp đặt linh tài bảo vật. Bên cạnh đó, một số đệ tử bản môn vì thứ hạng và lợi ích mà không hề lưu tình với chính đồng môn mình. Lần này ta cương quyết không cho phép chuyện đồng môn tương tạng xảy ra. Ấn cảnh tâm có thể cảm nhận được sát cơ. Nó sẽ được kích phát vào khi đồng môn các người tương tạng. Người kích phát Ấn cảnh tâm dù có thu hoạch được nhiều cũng sẽ bị tước tư cách xếp vào 10 thứ hạng đầu. Dạ vâng, đệ tử tham dự không dám nhìn thẳng, nhào nhào cúi đầu hứa hẹn. Những kẻ dự tính mưu hại đồng môn, nhằm giảm bớt đối thủ cạnh tranh, cũng lập tức tắt đi ý nghĩ này. Các người cũng vậy, đừng tưởng tông môn không biết việc các người âm thầm đấu đá. Việc giao lưu luận bàn giữa đồng môn với nhau là có thể, nhưng cũng phải có hạn độ. Bích La đồng hiện nay cần nhất là chân thành đoàn kết, không được nội đấu, đã biết chưa? Nhị đồng chủ nhìn về phía những đệ tử không tham dự hội mình và chúng trưởng lão trầm giọng nói. Mỗi người bị ánh mắt của nhị đồng chủ quét tới đều không rét mà rung. Có kẻ còn chuột dạ khẽ quay đầu đi. Dưới uy áp, những người này nghe xong cũng đồng thanh ứng tiếng. Viện Minh thầm cảm thấy khó hiểu. Bích la động trước đây không để ý đến chuyện tranh đấu giữa các đệ tử, thậm chí còn tỏ thái độ dung túng thả cửa cớ sao lại đột ngột thay đổi hẳn đã xảy ra chuyện gì khiến mít la động không thể không thay đổi những kẻ nhanh nhạy trong đám người cũng nhìn ra được điểm này nhất thời trong ánh mắt nhìn về đại động chủ và nhị động chủ có thêm mấy phần nghi hoặc mọi người cũng không cần vì mắc nghẹn mà bỏ ăn luận bàn cần thiết thì vẫn có thể tiến hành nếu không làm sao có thể nâng cao thực lực Đặc biệt với những tông môn khác, chúng chủ động gây chuyện với họ, cũng chẳng phải việc gì đáng lo. Đại trưởng lão lấy sức một mình, đưa bích la động vào hàng ngũ năm tông môn lớn, khiến những tông môn khác không dám dòng ngó. Nếu đệ tử bản tông chuyện gì cũng nhắc gan e dè, vậy làm sao có chỗ đặt chân? Đại đồng chủ mặt nở nụ cười, lên tiếng nói. Ngay lời này, đám đệ tử bích la động đều lộ ra nhẹ nhõm. Đại trưởng lão là cuộc chống trời của Bích La Động, vốn đã là việc ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Nghe nói tu vi của đại trưởng lão đã đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong, vượt xa ba vị đồng chủ, là một trong những số không nhiều cường giả của bắc vực Nam Cương. Ngày nào hắn còn ở đây, những tông môn khác ở bắc vực đều không dám xâm phạm nửa bước. Đại trưởng lão đúng là bá đạo. Viên Minh thầm tự nói hắn vào tông môn đã được một khoảng thời gian tương đối, nhưng chưa bao giờ thấy mặt của đại trưởng lão. Nghe nói người này đã bế quan nhiều năm tại Bích La Động phía sau núi, rất ít khi hiện thân trước mặt người khác, cũng không có ai thấy hắn xuất thủ. Trên cây đại thụ cạnh quảng trường, tình ảnh ngồi xổm đưa mắt xuyên qua đám người và quan trận, nhìn về sau Bích La Động. Phía sau ba ngọn núi chính của Bích La Động là một dãy núi liên miên kéo dài, đại thụ ung tùm, vắng vẻ không người. Sương mù mờ ảo tràn ngập núi rừng, theo gió phiêu đảng, bay vờn qua những phiến lá. Trên một vách núi xanh um có một tòa động phủ. Trên vách đá bên phải có khắc ba chữ to, bích la động. Trên chữ phủ đầy rêu xanh, tự như đã tồn tại qua cả trăm ngàn năm. Gần hàng đệ tử bích la động không hề biết, cái tên bích la động của tông môn chính là xuất phát từ chỗ này cửa đá động phủ đóng chặt bề mặt có ánh sáng xanh chớp động ngồi khoanh chân trong căn phòng đá nằm sâu trong bích la động là một thanh niên mặc trường bào màu xanh sẫm người này có xương gò má nhô cao hai mắt hỏng sâu tướng mạo chẳng có nét gì của người nam cương thanh niên thanh bào đang hai tay bấm niệm pháp quyết trước người là một cây ấm nhỏ màu đen cao nửa thước nằm lơ lửng trên thân ấm có khắc một số phong cảnh núi sông chim chóc hoa lá chỗ miệng bình có khắc ba chỗ nhỏ trấn hồn hồ trấn hồn hồ ù ù run rẩy không ngừng từng sợi khói đen từ trong ấm bốc lên va vào làm nắp ấm vang lên canh cách ở chỗ đỉnh nắp ấm có một chỗ lỏng nhỏ giống như bị khuyết mất một bộ phận khiến nó trông có vẻ mất cân đối thiếu trấn hồn châu che đợi Điều khiển trấn hồn hồ này đúng là hơi tốn sức. Thanh niên thanh bào thở dài, hai tay như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết. Từng tia sáng xanh đánh lên trấn hồn hồ, thân ấm dần dần yên tĩnh, những sợi khói đen tràn ra ngoài cũng hoàn toàn biến mất. Thanh niên mặt thanh bào phất tay áo vùng lên, tức thì hai ba mươi thứ gì bắn ra, rơi xuống trước người hắn. Nhìn kỹ thì là mấy mươi cái chuông nhỏ màu bạc, chính là nhiếp hồn linh thu thanh niên mặt thanh bào bấm điểm pháp quyết điểm một cái về trấn hồn hồ nắp ấm lơ lửng bay lên đồng thời thân ấm phát ra lực hút mấy chục sợi thần hồn chi lực to bằng ngón tay không ngừng vặn vẹo nhúc nhích từ trong nhíp hồn linh bay ra rồi ào ào chui vào trong trấn hồn hồ chỉ qua chốc lát mọi thần hồn trong mấy mươi nhíp hồn linh đều bị hút khô nắp ấm hạ xuống để kín miệng ấm Nhưng trấn hồn hồ lại một lần nữa rung động ù ù khói đen từ miệng ấm lan ra còn nhiều hơn trước thanh niên mặt thanh bào cau chặt nhíu mày phất tay áo phóng ra một quần sáng xanh bao bọc xung quanh trấn hồn hồ đưa nó vào trong một trận pháp màu đen rộng vài thước trên mặt đất trước mặt pháp trận nhanh chóng vận chuyển theo đó một luồng sáng màu đen quấn vào thân ấm khiến trấn hồn hồ bớt rung động đi rất nhiều sắc mặt thanh niên mặt thanh bào hơi dịu đi hai tay tiếp tục bấm điện pháp quyết. Ánh sáng đen bao phủ quanh trấn hồn hồ, trở nên dữ mắt, đội như nước chảy rót vào thân ấm. Một lúc sau, tiếng vỡ nứt răng rắc từ trong trấn hồn hồ đột nhiên vang. Thân ấm tỏa ra một quần hắc quang, nắp ấm khẽ bị đẩy bật lên một chút. Đồng thời trong phạm vi một trượng xung quanh ấm, văng vẳng vang lên một hồi những tiếng quỷ khóc sói gào. Bách tượng xung quanh gian phòng đá phóng ra một tầng hắc quang ngăn toàn bộ những tiếng quỷ khóc kia. Cuối cùng, cũng tích xúc đủ hồn lực, có thể dùng thần hồn chi lực làm dẫn đạo. Tịch thương khôn ta, rốt cuộc, đã có thể xung kích kết đan hậu kỳ. Thanh niên mặt thanh bào thở vào nhẹ nhõm, rồi lẩm bẩm tự nói. Lời vừa dứt, chỗ mì tâm hắn lấy lên ánh sáng đen. Tiếp theo, ảo ảnh một con hổ màu đen xuất hiện rơi xuống mặt đất xong, liền há miệng, hút về trấn hồn hồ. Một luồng khói đen từ trong trấn hồn hồ tuôn ra. Luồng khói này nhìn cực kỳ tinh thuần, không còn nhúc nhích như trước. Tiếp đó cứ thế chui vào bên trong con hổ màu đen. Thanh nguyên mặt thanh bào lộ ra vẻ say mê, khoanh chân ngồi, hai tay kết ấn bắt chéo trước người. Một cổ y áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, khiến cả gian phòng đá rung chuyển không khí vặn vẹo rít gào. Trên cây đại thụ bên ngoài bích la động, một con chim sẻ tuôn tăng nhảy nhót chỗ đầu cạnh. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên cánh cửa lớn bằng đá xanh, trong mắt lộ ra nét linh động. Nơi xa, trên cây đại thụ cạnh quảng trường Thanh La, tình ảnh mắt hiếp lại, bồn chồn mài mong vuốt trên tàn cây. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về sơn môn bích la động, mắt mèo lộ ra kinh ngạc. Ai tới? Tịch ảnh tung người nhảy lên lao về sơn môn. Bên ngoài sơn môn bích la động, những kẻ vận đồ đen thoát ẩn thoát hiện, từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Tất cả đang nhanh chóng từ bốn phương tam hướng áp sát. Những kẻ này nhân số đông đảo ít nhất cũng tầm ba bốn trăm người. Ai nấy trên ngực áo đều có theo một bộ hoa văn lạ kỳ, nhìn trông giống như mặt trời mới mọc, xung quanh điểm xuyết mấy đóa mây trắng. Những người này cho dù cố sức che giấu tung tích, nhưng nhân số quá nhiều, chẳng mấy chốc vẫn bị những thủ đoạn dò tìm mà Bích La Động bố trí quanh tông môn phát giác ra. Một ám thung của Bích La Động giấu mình trong bụi cỏ, tung mình nhảy ra, bay nhanh về sơn môn, lấy ra một tấm vụ lục màu trắng, đoạn vừa kích phát vừa hô to. Có rất nhiều kẻ không rõ là lịch tiếp cận, màu... Kẻ này còn chưa nói hết câu, đã cảm giác có một cây tên đang im ắng từ sau phóng tới. Tiếp theo, mặc cho hắn tránh né thế nào, vẫn không thoát khỏi kết cục, cổ họng bị tên phập một tiếng xuyên qua. Tiếng ám thung ngưng bặt, người bổ nhào xuống mặt đất, rồi nhanh chóng không còn thở. Có điều trước khi chết, hắn vẫn kịp dùng sức lực cuối cùng, bóp nát phụ lục trong tay. Một luồng sáng trắng phóng lên tận trời, rồi nổi tung giữa không trung, tạo ra một cơn mưa ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Gần như cùng lúc này, hai bên đông tây của Bích La Động cũng có mấy luồng sáng trắng bắn lên trời cao, hóa thành mưa ánh sáng như pháo hoa. keng 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 Trong lúc nhất thời, tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, truyền khắp toàn bộ sơn môn Bích La Động. Rồi cứ thế, vang vọng liên tục giữa không trung. Chương 188 Ngữ hành hợp nhất chi thể, người dịch, vong mạng, những người trên quảng trường Thanh La nghe thấy tiếng chuông này. Đệ tử mới gia nhập Bích La Động chưa lâu, còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nhưng những người gia nhập từ lâu và đám trưởng lão trúc cơ kỳ, mặt cùng biến sắc. Không đúng, chuông phá vân vang lên đủ 9 lần. Chỉ khi bị địch nhân tấn công núi với quy mô lớn mới như vậy. Không lẽ có người tập kích sơn môn? Phương cách trừng to mắt nói. Đại đồng chủ phóng người lên cao hai mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo dài hơn trượng quét một vòng khắp xung quanh rồi nhanh chóng đáp xuống. Có người tấn công núi sao? vị đồng chủ vội hỏi. Ngoài trừ phía sau núi các hướng đông tây nam đều có kẻ địch tập kích số lượng không ít. chúng mặc đồ đen che kín toàn thân nhìn không ra lai lịch. đại đồng chủ trầm giọng nói. hiện nay tông môn hội nghị đại đa số đệ tử tập trung ở đây phòng thủ các mặt bị bỏ trống như vậy hiển nhiên là đối phương có chuẩn bị mà đến có cần đi mời đại trưởng lão rời núi hay không nhị động chủ nhíu mày hỏi chuông phá vân vang một tiếng là đại trưởng lão đã phát giác ra lão nhân gia ngài tự có phán đoán chúng ta chia ra hành động bảo mấy vị trưởng lão đi thủ hộ hai mặt đông tây phía nam hẳn là nhiều địch nhân nhất ta đích thân dẫn người trấn thủ ngươi lập tức đi mở đại trận hội tông ra. Đại đồng chủ nhắm mắt thở hắt ra, khi mở mắt đã bình tĩnh trở lại, lập tức ra lệnh với ngữ tốc cực nhanh. Được, nhị đồng chủ cả người hóa thành một đạo đồn quang bay lên, chỉ chớp mắt đã biến mất ở nơi xa. Đạo chích không biết đến từ đâu, dám cả gan tấn công sơn môn bích la động ta. Các trưởng lão nghe hiệu lệnh của ta chia ra phòng hộ đợi khi đại trận hộ tông mở ra, đại trưởng lão giáng lầm thì kẻ địch dù có đông hơn cũng không cần lo. Tiếng đại trưởng lão không lớn nhưng truyền vào tai mọi người cực kỳ rõ ràng. Toàn trường theo đó lập tức an tĩnh. Tiếp theo, đại động chủ bắt đầu đứng giữa chỉ huy, khu chiên gõ trống, chi lực lượng ra phòng thủ sân môn các hướng. Tức thì từng tốt từng tốt, theo sự dẫn dắt của các trưởng lão, nhanh chóng tiến về các hướng khác nhau. Chỉ sau chốc lát dưới quảng trường Chỉ còn đại đồng chủ Cùng hơn 30 tu sĩ trúc cơ kỳ Và gần 400 đệ tử luyện khí kỳ Viên minh bị giữ lại Trong khi đó Phương Cách và A Mộc Hợp Đã sớm bị phân vào hai đội ngũ Và rời đi Những người còn lại Theo ta trấn thủ chỗ Sơn Môn Hôm nay Tông Môn bị tấn công Các người cần ra sức giết địch Nếu kẻ dám bỏ trốn một mình Hoặc âm thầm dở trò sau này ta sẽ đích thân ra tay, thành lý môn hộ. Đại đồng chủ lạnh giọng cảnh cáo khiến ai nấy đều lạnh hết tim. Bọn hắn đương nhiên không dám dị nghị, đồng thanh vân dạ. Lập tức xuất phát. Đại đồng chủ dẫn đầu, hóa thành một giải sáng rắn vọt về sân môn. Hai ba mươi tu sĩ trúc cơ kỳ và một bộ phận đệ tử nhao nhao gọi ra các loại phi cầm. Tiếp theo, mỗi người chở theo ba đến năm đệ tử khác, tức tốc bay tới chỗ sơn môn những đệ tử không có linh thú phi hành và cũng không được ai chở theo đa số là đệ tử ký danh địa vị thấp tu vi không cao chỉ có thể dùng hai chân đạp đất cố gắng bám theo đoàn đội tông môn đột nhiên gặp chuyện lớn thế này không biết tịch ảnh đi đâu viên minh dĩ nhiên thuộc nhóm sau hắn theo một đại đội nhân mã chạy về sơn môn trong lòng vô cùng lo lắng Lo lắng là bởi đại trận Hồ Tông, đại trưởng lão và những cao thủ kích đăng kỳ của Bích La Động đều không phải bí ẩn gì. Kẻ địch đã dám đánh tới, nhất định cũng phải có không ít cao thủ kích đăng kỳ. Tình hình e rằng không ổn lắm. Tại Sơn Môn của Bích La Động, đệ tử Thủ Sơn đã chiến đấu sống chết với h y nhân. Đệ tử Thủ Sơn nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 3-40 người. Dù đã mở ra cơ quan cấm chế phòng ngự, nhưng vẫn không phải địch thủ của đám hắc y nhân có nhân số gấp 10 lần. Chẳng mấy chốc đã bị đánh cho liên tục bại lui. Những kẻ này nhân lúc đại đồng chủ triệu tập đại hội toàn tông tới xâm phạm, lai giả bất thiện, Ví tông môn có phản hồi gì chưa? Giữa đám đệ tử Thủ Sơn, một vị trưởng lão trúc cơ kỳ vừa huy động pháp khí búa lớn, đánh văng hai tên áo đen vừa lớn tiếng hồ. Người này tên là Kỳ Vĩ, là trưởng lão luật quy đường của Bích La Động. Hôm nay là phiên thủ hộ sơn môn của hắn. Vừa nhận được tin báo, đại đồng chủ đang dẫn người chạy tới đây. Bên cạnh Kỳ Vĩ, một kẻ nửa người toàn thân máu me mở miệng đáp. Tên này bất ngờ chính là ô lỗ. Tốt, các đệ tử cố gắng thêm một chút. Bọn chúng đã tìm chết, vậy chúng ta cho chúng xem thêm chút màu sắc. Kỳ Vĩ quát to. Đúng lúc này, mấy người áo đen tung người đánh tới, mấy món pháp khí rền vang như sấm sét công xuống. Mấy người này, dù đều là luyện khí kỳ, nhưng kẻ nào cũng là cao thủ luyện khí khoảng cấp 10, uy lực pháp khí là không thể nào coi thường. Cúc Kỳ vĩ phất tay áo vung ra ngoài. Một viên châu màu trắng tuột tay bắn ra, đón gió to lên bằng cả gian phòng. ầm ầm đụng thẳng vào mấy món pháp khí viên châu khổng lồ màu trắng không khựng lại chút nào, cứ như vậy đâm thẳng lên thân mấy tên áo đen. Mấy tên này như đụng phải thiên thạch, miệng phun máu văng ra ngoài. Trong đó có một tên xui xẻo bị đập trúng đầu, sọ não lập tức nổ tung mà chết. Chỗ kỳ vĩ dù còn có thể chống đỡ được, nhưng những đệ tử thủ sơn khác lại không thể chống lại số lượng địch nhân áp đảo, liên tục bại lui. Tuyến phòng thủ chẳng mấy chốc đã sắp sụp đổ hai tay kỳ vĩ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tức thì trên viên châu màu trắng xuất hiện bảy đồ án ngôi sao mấy chục ánh sao rơi xuống như mưa đánh vào giữa đám người áo đen bốc lên một trận gió tanh mưa máu thất tinh châu một âm thanh từ phía trước truyền đến nghe không lớn nhưng lại át hết những tiếng la hét chém giết xung quanh biểu cảm trên mặt kỳ vĩ trở nên nghiêm trọng hắn biết đối phương rốt cuộc đã có cao thủ trúc cơ kỳ xuất trận vội vàng gọi viên châu màu trắng quay về treo lơ lửng trên đầu đúng lúc này mặt đất dưới chân hắn chợt bừng lên ánh sáng vàng ngay sau đó một tòa pháp trận màu vàng lăn không xuất hiện kỳ vĩ giật mình tức tốc lùi về sau đáng tiếc đã chậm một bước mấy chục xúc tu ánh sáng vàng trong pháp trận phóng ra nhanh như chớp quấn lấy hai chân của kỳ vĩ Phượt trận! Kỳ vĩ tuy bị trói cứng hai chân, không động đậy được, nhưng cũng không kinh hoàng thất thố. Trái lại lập tức vung tay phải, vỗ nhanh xuống dưới người. Một pháp khí dạng mong vuốt sắc lẻm màu xanh, thình lình xuất hiện, rồi nhanh chóng to lên gấp bội. Bề mặt vuốt, bắn ra ánh sáng xanh dài hơn thước, hùng hăng chộp vào phượt trận. Mong vuốt nhọn hoắt màu xanh như vô cùng sắc bén, chỉ sau một tiếng ầm lớn, đã cào nát một góc phượt trận viên châu màu trắng bên trên cũng phóng ra hơn 10 tia sáng đánh lên phượt trận đâm nó thủng trăm ngàn lỗ nhưng phượt trận lại không sụp đổ trái lại những chỗ hư hại còn đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy trong khi đó những xúc tu màu vàng kia vẫn quấn chặt lấy kỳ vĩ hơn nữa còn có xu thế càng lúc càng siết chặt thêm phượt trận chỉ là pháp trận sơ cấp sao có thể bền bỉ như vậy kỳ vĩ khó mà tin nổi cái này dĩ nhiên không phải là phượt trận bình thường mà là âm dương địa phượt trận sau khi ta cải tiến một âm một dương âm trận ở trên dương trận ở dưới thử người phá chỉ là dương trận làm sao có thể thoát ra một bóng người áo trắng từ trong đám người áo đen bước ra nhìn qua là một thiếu nữ trẻ tuổi đeo mặt nạ hai bàn chân để trần, nhưng mỗi lần chạm đất đều thấy có ảo ảnh một đôi giày theo xuất hiện. Nếu như có viên minh ở đây, hắn dĩ nhiên có thể nhận ra, nàng này chính là trận pháp sư, có thể phất tay thành trận, từng đài náo phường thị hắc nham thành. Kỳ vĩ cuốn quyết triển khai thần thức tra xét lòng đất, quả nhiên phát hiện một phật trận khác ở chỗ sâu mấy trường dưới lòng đất. Trận này vẫn đang vù vù chuyển động, cộng hưởng với pháp trận trên mặt đất đại đồng chủ đã dẫn người tới đây các người chuẩn bị chịu chết đi kỳ vĩ lớn tiếng hét xong lập tức điều khiển vuốt sắt màu xanh cùng viên châu màu trắng điên cuồng tấn công âm trận trên mặt đất nữ trần pháp sư bấm tay búng ra một viên châu màu vàng đất rời tay nàng rơi vào trong trận rồi nhanh chóng dung nhập vào bên trong ánh sáng vàng trong trận bừng lên chói mắt trận văn bên trong cũng xảy ra rất nhiều biến hóa hiện ra thêm rất nhiều hình vẽ gai nhọn, pháp trận liên tục tỏa ra những tia sáng vàng lấp lóe. Ngay tiếp theo, mười mấy cây gai đất thô to, thình lình trồi lên, đâm thẳng tới người kỳ vĩ. Nhưng áo bào màu vàng trên người kỳ vĩ cũng đột nhiên tỏa ra những tia sáng chói mắt, hình thành một màn sáng màu vàng đất chặn đòn tấn công của đám gai đất. Nữ trận pháp sư kinh ngạc, ồ lên một tiếng, nhưng cũng không bận tâm lắm tay ngọc của nàng vừa nhẹ nhàng nhấc lên năm tia sáng màu lục liền bắn ra rơi xuống mặt đất bên ngoài phượt trận từng đường vân trận pháp màu lục nhanh chóng lan tràn chỉ chớp mắt đã tạo ra một tòa pháp trận màu lục hòa lẫn cùng hai tòa phượt trận linh lực ất mộc cũng theo đó nhanh chóng tràn vào bên trong phượt trận bên trong phượt trận một lần nữa nổi lên những tiếng nổ vang tiếp theo những cây gai đất thô to lần nữa lăng không xuất hiện. Chỉ khác là bề mặt đám gai đất này, quá nửa đã chuyển sang màu lục, lấy lên những tia sáng mang đặc tính thực vật. Màn sáng vàng xung quanh người kỳ vĩ, theo những tiếng nổ vang kia lập tức vỡ vụn. Thân thể y bị mười mấy cây gai đất xuyên thủng, đan điền và trái tim cũng bị xỏ qua. Y há to miệng, đáng tiếc là không kịp nói gì, đã tắt thở kỳ vĩ trưởng lão chết rồi ô lỗ kinh hoàng kêu lúc nãy hắn đã sớm lui về thoát đi rất xa vừa trốn vừa đưa tay chỉ rõ kỳ vĩ ngã xuống viên châu màu trắng và mong vuốt màu xanh không có người điều khiển cùng trở lại kích thước ban đầu văng ra rất xa vừa vặn rơi cạnh người ô lỗ ô lỗ phất tay áo thu lấy hai món đồ một cách cực kỳ thuần thục tiếp theo lại co giò chạy nhanh hơn kỳ vĩ bại vòng khiến đệ tử thủ sơn của Bích La Động hoàn toàn mất đi chiến ý, bị đánh giết tan tác. Đám người áo đen cũng nhanh chóng tiếp cận sơn môn Bích La Động. Mặt đất chỗ sơn môn Bích La Động lắc lưu liên tục, từng cột đá xù xì to lớn từ dưới đất trồi lên, chỉ chớp mắt đã tạo ra một thạch trận. Thạch lâm trông rất lộn xộn có thể nói là chẳng theo một quy luật nào. Nhưng khi những tên áo đen kia vừa tiến vào bên trong, lập tức sẽ thấy hoa mắt chóng mặt. Trong khi đó, đệ tử Bích La Động là không bị ảnh hưởng. Dựa vào Thạch Lâm chặn đám người áo đen, nhất thời thành công cản bước đám người này. Trên cây đại thụ gần đó, tình ảnh ngồi chùm hổm quan sát, thân mình như hòa lẫn vào trong đám cây cối. Phất tay thành trận, đây không lẽ là nữ thích khách mà viên minh từng kể. Coi bộ có vẻ là ngũ hành hợp nhất chi thể từ chất này quá tốt rồi. Tịnh ảnh quan sát nữ trận sư rồi vô cùng hưng thú lẩm nhẩm tự nói. Nữ trận pháp sư dường như cũng cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về tịch ảnh. Nhưng chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng có gì khác thường. Nữ trận pháp sư nhíu đôi mày thanh tú, xong liền nhanh chóng thu tầm mắt, tiếp tục chỉ huy đám người áo đen tấn công mảnh thành lâm này cùng lúc đó một cái bóng bò bạc xẹt qua một gốc cây cách đó mấy trượng tịch ảnh thoáng hiện ra ngẩng đầu nhìn về xa xa quá tốt rồi ai à, thú vị như vậy kết đan mau mau giết tới nào sao lề mề như vậy chứ nói rồi nàng lập tức lao về hướng tông môn bích la động bên ngoài thân hiện ra ánh bạc ngay sau đó cả người nhanh chóng biến mất chỉ sau mấy nhịp thở đã hoàn toàn không còn tung tích thậm chí cả khí tức cũng không lưu. Cùng lúc này viên minh đang ở giữa đội ngũ hơn trăm tên đệ tử ký danh tiến về Sơn Môn. Hắn dù có tu vi cao hơn đám đệ tử ký danh này nhiều, nhưng lúc này đang thu liễm khí tức, nên có nhìn qua cũng không có gì nổi bật. Sau một hồi suy nghĩ, hắn càng cảm thấy lo với tình hình trước mắt, bước chân cố ý mà như vô tình dần tụt lại đằng sau hôm nay chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Thật sự là quá náo nhiệt rồi. Một thanh âm vui vẻ đột nhiên vang lên trong đầu hắn, chính là tiếng của tịch ảnh. Viên Minh trong lòng hơi động, đưa mắt nhìn xung quanh mấy lượt, nhưng không tìm được bóng dáng của tịch ảnh đâu. Bèn dùng thanh âm nhỏ tới mức không thể nghe mà hỏi. Người biết bọn chúng là ai sao? Hắn không biết pháp thuật truyền âm, chỉ có thể dùng cách này để giao lưu cùng tịch ảnh, lấy thần thông của tịch ảnh thì hẳn là có thể nghe được lời hắn nói. Kết thúc tập 59 bộ truyện Tiên hiệp tiên giả, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.